Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết rằng sức khỏe của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn và phát triển của thai nhi. Trong quá trình mang thai thì các mẹ bầu sẽ có rất là nhiều những thay đổi và bất kỳ biến chứng nào cũng có thể xảy ra trong bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Vì vậy mà việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu trong giai đoạn trước khi sinh con là điều mà chắc hẳn rằng các chị em đang rất là quan tâm. Chính vì vậy, trong một sức khỏe cho ngày mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bác sĩ đưa đến những lời khuyên để giúp cho các bà mẹ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng như chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt trước khi mang thai để có thể mẹ tròn con vuông nhé. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý là một trong những điều cần thiết để mẹ và thai nhi phát triển mạnh khỏe. Các chuyên gia luôn khuyến cáo phụ nữ mang thai phải ăn uống đủ chất trong thai kỳ, cũng như lựa chọn thực phẩm kỹ càng để mẹ khỏe, con phát triển tốt. Ở mỗi giai đoạn của thai kỳ, mẹ cần bổ sung những loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo sức khỏe phát triển của thai nhi. Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mọi phụ nữ ở độ tuổi mang thai cần phải bổ sung acid folic mỗi ngày nhằm giảm thiểu nguy cơ dị tật ống thần kinh ở trẻ. Ngoài ra, tùy tình trạng sức khỏe của người mẹ mà bác sĩ kê toa uống viên thuốc bổ sung hoặc bổ sung trực tiếp thông qua những thực phẩm hàng ngày. Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu trong suốt quá trình mang thai rất quan trọng, bởi đó là cơ sở phát triển của thai nhi. Nếu mẹ khỏe và nạp đầy năng lượng, thì thai nhi cũng được hấp thu những chất dinh dưỡng từ mẹ để có thể phát triển một cách mạnh mẽ trong suốt thai kỳ. Phụ nữ trong quá trình mang thai, thì người phụ nữ thì cần phải có bổ sung những cái chất dinh dưỡng đầy đủ, thường là nó phải đầy đủ các bốn nhóm thực phẩm, ví dụ như là nhóm chất bột thì có trong lúa, mì, ngô, khoai, các chất đạm có trong thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, đậu, và cái nhóm thứ ba là nhóm chất béo thì có dầu, mỡ, vừng, lạc. Và ngoài ra thì còn các nhóm thứ tư là có các cái vitamin khoáng chất và các chất xơ, thì thường thức ăn có trong cái rau và các loại quả. Và cung cấp các cái vitamin và khoáng chất thiết yếu thì còn có thêm là canxi, acid folic, omega 3, protein và kẽm, iốt, và cũng không quên đó là nước. Và còn chế độ dinh dưỡng thì trong cái quá trình mang thai thì cũng nên kiêng không ăn các cái thức ăn không tốt cho mẹ và bé, như là thức ăn không được nấu chín hoặc là quá nhiều các cái gia vị, thức ăn có hàm lượng thủy ngân cao, ví dụ như mình hay gặp trong cá ngừ hoặc là ít thì trong cá mập, và không dùng thứ nước uống mà có các cái chất kích thích hoặc là caffeine hoặc là thuốc lá và các chất thức uống mà mình có cồn. Trong suốt quá trình mang thai, ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý, mẹ bầu cần chuẩn bị cho mình thêm những thực phẩm bổ sung theo quy định của bác sĩ để đảm bảo được sự phát triển của thai nhi. Đồng thời, các bà mẹ cũng phải lưu ý trong việc giữ gìn sức khỏe, tâm trạng thật vững vàng để chuẩn bị chào đón đứa trẻ mới ra đời.